mất vợ oan trong vụ giành đất, con rể ông Hải đỡ đẫn, hung thủ thường mang đồ ăn cho vợ tôi. Anh Tuyến cho biết, thời điểm Đông vào nhà chém mọi người, con gái anh vừa bú mẹ xong, rồi lăn ra ngủ, nên Đông không hay biết, may mắn bé gái đã thoát khỏi tử thần. Xung quanh xôn xao vụ, anh chém cả nhà em ruột, vì 0,5 mét đất, sáng ngày 3 tháng 9, trao đổi với báo Đất Việt, anh Phạm Văn Tuyến, chú xã Hồng Hà huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội cho biết, hiện tại gia đình anh đã lo xong việc tang lễ cho 4 người trong gia đình. Anh Tuyến là chồng của chị Nguyễn Thị Bắc, 28 tuổi, là con rể của vợ chồng ông Nguyễn Văn Hải, 50 tuổi, chú xã Hồng Hà. Trước hôm sự việc xảy ra, tôi đưa vợ con tôi xuống dưới nhà bố vợ chơi một ngày và cũng định chiều ngày 1 tháng 9. Sẽ đón vợ con về, do ngày 2 tháng 9, nhà bố vợ đặt móng nhà, người ra người vào ồn ào, sợ cháu giật mình, nên tôi không muốn vợ con ở đó. Nhưng chưa kịp làm, thì sự việc đau lòng này đã xảy ra. Theo lời em vợ tôi cho biết, thời điểm đó, con tôi vừa bú mẹ xong. Con mẹ cháu mang bình nước ra ngoài để rửa, thì gặp đông, nên mới bị chém như vậy, cũng may, cháu bé vừa bú mẹ xong thì lăn ra ngủ. Mẹ cháu chèn gối, chăn bên cạnh, nên đông không nhìn thấy. Còn anh Hiệp, lúc đó đang thay bỉm cho con, nên cũng bị đông xông vào chém. Nhưng em tôi tránh được, rồi chạy sang nhà bố mẹ vợ gần đó kêu cứu, anh Tuyến chia sẻ. Chia sẻ thêm về chi tiết. Anh Hiệp chạy sang nhà bố mẹ vợ kêu cứu, anh Tuyến cho rằng, nếu thời điểm đó, anh Hiệp không tránh, thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Vì mục đích của đông, là giết em vợ anh. Cũng theo anh Tuyến, trước hôm sự việc xảy ra, nếu anh biết nhà bố mẹ vợ anh đang có xích mích với đông về việc đặt móng nhà, thì anh sẽ không cho vợ con ở lại nhà ông Hải. Mục đích của đông là giết Hiệp, để diệt tận gốc nhà bố mẹ vợ tôi, chứ không định chém Bắc hay Nhung, chị Đỗ Thị Hồng Nhung, 24 tuổi, còn dâu ông Hải. Vợ tôi chơi rất thân với con gái đông, vì hai người bằng tuổi, lại là họ hàng với nhau, trước đây dù có thể không sang nhà bố mẹ vợ tôi chơi nhiều, nhưng mỗi lần có đồ gì ăn, là đông thường mang sang cho vợ tôi, không ngờ trong cơn điên loạn. Đối tượng không trừ một ai, mà gặp ai trong nhà tôi, đối tượng cũng chém hết, anh Tuyến chia sẻ thêm. Được biết hiện gia đình anh Tuyến đang phải đi xin sữa cho con gái, một số người còn kêu gọi, những người đang nuôi con nhỏ, cho gia đình cháu bé xin sữa. Để cháu không bị khát sữa mẹ, trong thời gian này. Về chi tiết, đông yêu cầu bố con ông Hải, nếu xây nhà thì phải bớt lại 0,5 mét đất, anh Tuyến cho rằng, trước hôm sự việc xảy ra, ông Hải bị gãy tay, nên không tham gia vào việc đo đạc đất để làm móng nhà. Vào ngày 2 tháng 9, mà chính anh Hiệp là người đồng ý, chừa ra 0,5 mét đất đó. Tuy nhiên anh không hiểu vì sao, mà đông vẫn còn bức bối trong người. Để đến mức, cầm dao sang chém cả nhà ông Hải. Miếng đất đó không phải là đất tranh chấp, mà đất bố vợ tôi đã mua lại nhà bác cả rồi, bởi vậy việc làm như nào là quyền của bố mẹ vợ tôi, chứ đông không có quyền can thiệp. Mặc dù là bác ruột của vợ tôi thật, nhưng từ ngày vợ chồng tôi cưới nhau, có khi tôi còn chưa rõ mặt bác, ngày cưới chúng tôi. Đông còn không sang nhà, cứ đi biệt tăm một thời gian rồi lại về, ít giao tiếp với bà con hàng xóm lắm, anh Tuyến nói. Cũng nói về mâu thuẫn giữa hai anh em ông Hải, theo thông tin trên báo chí, bà Nguyễn Thị Dung, chị họ hai ông này cho biết. Trước đó, giữa ông Hải và Đông, đã từng xảy ra mâu thuẫn trong một thời gian dài,